Cuối cùng thì đã update xong rồi mọi người ạ. Hiện tại thì mình đã vào trong được game rồi nhá. Bây giờ thì việc đầu tiên mình sẽ kiểm tra trong phần quà sau khi bảo trì chúng ta sẽ được cái gì mọi người. Về phần thưởng ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được một hộp thần sao và một hộp bánh nhá. Mình không biết cái tên khi đọc như nào mọi người, khá là khó đọc. Uầy, 30 kim cương khá là hên luôn. Hộp bánh gạo nha mọi người. Để mình mở xem được cái gì nào mọi người. Hai bánh gạo nha. Cũng khá là hên khi mở hộp kim cương được 30 kim cương liền. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ một bảng điểm danh hoàn toàn mới nha mọi người. Bảng điểm danh chậm chậm. Và phần thưởng ngày đầu tiên mọi người sẽ nhận được là 1.500 tiền sao nha. Và phần thưởng ngày thứ bảy thì mọi người sẽ nhận được bóng bay thằn lằn. Tiếp theo chúng ta sẽ có sự kiện đón trung thu cùng cô gái thằn lằn nha. Ui, khá là nhiều nhiệm vụ nha, cái này thì mình sẽ dẫn sau mọi người ạ. Để mình xem phần quà. Ui, chúng ta sẽ được một hộp thằn lằn này, một trứng thằn lằn này, một ba lô này, một cái vợt vợt thằn lằn nha, một bộ đồ nữa, đây là giày thằn lằn. Bên này chắc chắn là được bộ đồ luôn. Ui, đẹp thật sự luôn mọi người ạ, khá là xịn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào trong cửa hàng xem chúng ta có hộp bốc thăm gì mới hay là gói gì mới không mọi người. Ui, có trứng thú cưng thằn lằn này. Ô, có gói thám hiểm nhà thằn lằn đây mọi người, 20k tiền sao nha. Ui, rẻ ghê, bộ đồ khá đẹp luôn mọi người. À, thế mà có một bộ màu xanh lá này, 180 kim cương, cũng khá là rẻ nha. Nếu mà mọi người mua thì có thể mua được hai bộ liền, cũng khá là rẻ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một bảng một hộp bốc thăm hoàn toàn mới nha mọi người, hộp bốc thăm cô gái mộng mơ. Và mình thấy mọi người bốc được cái hộp bốc thăm này rồi, được cái gối cừu này bay được nha mọi người, giống cái thảm này. Ngoài ra bộ đồ nữa cũng khá là đẹp luôn. Và hiện tại thì mình còn hẳn 29 vé bốc thăm nha, mình sẽ để dành. Lúc nào có cơ hội thì mình sẽ mở cho mọi người nha, từ nhân phẩm. Mình thì không thích phương tiện lắm, mình thích cần câu cơ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem quà tặng này mọi người. Quà tặng ở trong thư cũng khá là mới nha. Một bộ đồ sóc buồn ngủ, một bộ mới mọi người. Rồi đôi cánh thiên thần này thì hôm trước cũng mở bán một lần rồi, mở trong một lần rồi mọi người. Là hộp bánh gạo này và một hộp bánh trung thu, cuối cùng là bánh trung thu nha. Thì mình có bán mấy vật phẩm đấy nha, mọi người có mua thì có thể vào trong comment cho mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều loại côn trùng mới nữa. Uầy, bao nhiêu được, côn trùng cũ mình cũng chưa bắt hết nữa mọi người, mà đã ra côn trùng mới rồi. Uầy, nhiều ghê luôn. Chắc là sắp tới sẽ dành thời gian để quay côn trùng mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ mọi người làm một cái nhiệm vụ ở trong sự kiện là cô mùa thu gì nhỉ, của cô bé thân làn đấy mọi người. Cô gái thằn lằn. Đó là tìm 14 cái dấu ấn thằn lằn nha. Đây thì khá là dễ luôn mọi người. Bây giờ thì let's go thôi. Vị trí đầu tiên là ngay chỗ cái đường đi ra khu trung tâm các kiểu mọi người. Chỗ tàu ngầm, tàu điện ngầm ấy. Vị trí thứ hai là cái bốt điện ở chỗ game zone nha mọi người. Đây, khá là dễ. Vị trí thứ ba thì ở ngoài chỗ cửa hàng cà phê Bono Bono, ngay cái hang đầu tiên này mọi người. Đây mọi người thấy không, khá là dễ tìm luôn, cái con gấu Bono Bono xanh ấy. Vị trí thứ tư thì trong trường học nha, ở trong phòng tin học, ngay cái bảng đây mọi người. Như vậy là hết ở ngoài Plaza. Bây giờ thì mình sẽ vào trong khu cắm trại nha. Thì đầu tiên là ở ngay cái phía sau cái bảng, gần cái chỗ mà mọi người nhận được chậu ấy, mình không nhớ tên chỗ này là cái gì, khá là dễ tìm. Và cái hai là ngay trên nóc nhà này nha, phía trên ngôi nhà này thì mọi người cũng dễ tìm mà. Vị trí thứ ba là mọi người sẽ phải nhảy lên chỗ leo ở chỗ ngoài ấy, mọi người. Vị trí thứ ba là hết khu trọng trại, thì bây giờ mình sẽ vào trong khu trung tâm. Đầu tiên chúng ta sẽ ở sân bóng chày nha, hàng ghế sân bóng chày. Vị trí thứ hai thì cạnh tòa thị chính. Vị trí thứ ba thì nó ngay gần cái chỗ ngân hàng mọi người. Đây, khá là dễ tìm luôn. Tiếp theo thì ở trong khu nghỉ dưỡng nha. Ở khu nghỉ dưỡng thì chúng ta có hai vị trí. Đầu tiên đó chính là ở cái bể bơi, cái hồ ngay ở ngoài cùng này mọi người. Sau đó thì mọi người chạy vào trong. Đấy, ở chính giữa ngôi nhà phía sau ông NPC Sancho này. Đấy, mọi người sẽ thấy một nữa. Vị
Tiếp theo là chúng ta sẽ vào trong khu trụ thị trấn nhé, ngay chỗ cứu hỏa, trạm để xe gần chỗ cứu hỏa ấy, sẽ có một dấu ấn này. Tiếp theo là vị trí thứ hai là ở ngoài cái đài phun nước đây. Như vậy là chúng ta sẽ đủ 14 vị trí của dấu ấn thần lằn nhé. Như vậy xong nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ thì mình dẫn mọi người vào xưởng chế tác, chúng ta xem có đồ gì mới không. Uầy, như mọi người thấy này, có nhiều đồ mới ghê luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có trứng thần lằn này. Uầy, toàn là bị bắt pet thôi mà mọi người có thể chế được. Phí chế tạo mất là 1.000. Khá là rẻ. Mấy cái này thì mấy con này mọi người có thể bắt được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có xe kéo tay mật. Uầy, 150 quả táo mật liền. Rồi bộ đồ này. Uầy, toàn là đồ xịn nha mọi người. Này khá là dễ chế nhưng mọi người phải cần lụm nhiều táo nhé. Lụm nhiều táo mật chứ có thể. Bộ đồ này cũng dễ tìm mà. Khá là dễ luôn. Xịn thật sự luôn mọi người ạ. Bộ đồ toàn mới ở đây thì không phải mất phí bằng vàng nữa cho mọi người thao mà chế nha. Chắc là mình xin tạm dừng video ngày hôm nay ở đây. Trước khi kết thúc video, cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên like giúp mình nha. Bye bye, chào mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo.